Hát hát karaoke nên mỗi lần mà em hát một mình thì em hát hơn 3 tiếng đồng hồ. À. Không có ưu điểm gì nhiều, nhưng mà nhược điểm thì như là hơi nhiều. Rồi. À, vẫn còn đang hút thuốc chưa bỏ được. Em cũng có tính hậu đậu á. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có một lần hả? Dạ quên nhiều lần. Em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Cứ anh hứa Vĩ Văn. Còn là về chưa hứa được đâu.